Trong niệm niệm dùng pháp môn nói tất cả hạnh Bồ Tát để khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, thì ở trong niệm niệm nói pháp môn thực hành của tất cả Bồ Tát, Bồ Tát tu hạnh môn gì, Bồ Tát tu lục độ phạt hạnh để lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, giác ngộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát bổ đề tâm hành Bồ Tát Đạo, mỗi hạnh môn đều như thế vì Bồ Tát là đại tử đại bi, nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành Phật, do đó trước hết hành Bồ Tát đạo, sau đó mới thành Phật. Cho nên các ngài nói ra hạnh môn của Bồ Tát thực hành để khai ngộ cho chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Một tu hạnh môn bố thí. Bồ Tát luôn luôn bố thí mà chẳng tham lam, chẳng thể nói rằng tiền của tôi không thể bố thí cho bạn còn tiền của bạn thì hãy bố thí cho tôi nghĩ như thế chẳng đúng phải đem nội tài và ngoại tài của mình bố thí hết cho chúng sinh xả bỏ tài vật mà người khác chẳng xả bỏ được làm việc mà người khác chẳng làm được đó mới thật là bố thí hai tu hạnh môn trì giới bồ tát thì chẳng làm điều ác mà làm các điều lành Chúng ta phải học tập tinh thần của Bồ Tát, nếu có lỗi lầm thì lập tức sửa đổi, nếu chẳng có lỗi lầm thì giữ gìn đừng có vi phạm. 3. Tu hạnh môn nhẫn nhục Bồ Tát nhẫn chịu tất cả sự hủy nhục mà chẳng nóng giận. Hạnh môn nhẫn nhục chẳng phải miệng nói xuông mà là dạy người đi thực hành. Ví như có người mắng bạn, bạn cũng vui vẻ, có người đánh bạn, bạn cũng chẳng nóng giận, có người giết bạn, bạn cũng nhẫn nại chịu giết đó mới là hạnh môn của Bồ Tát thực hành. 4. Tu hạnh môn tinh tấn, Bồ Tát luôn luôn tinh tấn, chẳng có tư tưởng thối lùi, chẳng giống như chúng ta tu pháp một nóng mười lạnh, chỉ có 5 phút tinh tấn thì làm sao mà thành tựu được. 5. Tu hạnh môn thiền định Bồ Tát tu pháp môn thiền định, quán chiếu, nhiếp tâm, khiến cho tâm định mà chẳng tán loạn, cho nên chúng ta hàng ngày tham thiền đà tọa, tức là tu nhiếp tâm cũng khiến cho đừng sinh vọng tưởng, lúc nào hết vọng tưởng thì lúc đó sẽ khai ngộ. 6. Tù hạnh môn bát nhã Bồ Tát có đủ đạo trùng trí, tức là biết tất cả các thứ đạo pháp khác nhau, Tù nằm độ ở trước, viền mãn, thì mới sinh ra trí huệ bát nhã, có trí huệ bát nhã rồi, thì sẽ tinh tấn tiến về trước. Nếu chẳng có trí huệ thì đó là tu mù liệt đuôi, chẳng đắc được lợi ích. Khai trí huệ rồi, thì mới minh bạch tất cả các pháp lục độ là hạnh môn của Bồ Tát tu, tuy Bồ Tát tu vạn hạnh nhưng pháp này là hạnh môn cơ bản. Tu pháp lục độ này viên mãn rồi thì các vạn hạnh khác tự nhiên cũng sẽ viên mãn. Do đó, một thông thì tất cả đều thông. Pháp đại thừa tức là lục độ vạn hạnh, vì người mà chẳng vì mình, Bồ Tát vì độ chúng sinh mà tự nguyện xả bỏ cơ hội thành Phật dù đến cõi thường tịch quang rồi cũng đào giá từ thuyền, trở lại thế gian để độ chúng sinh, giống như Hòa Thượng Hư Vân là Đại Bồ Tát thường nguyện trở lại. Trong niệm niệm, dùng tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, hiển thị tất cả pháp môn biển đại nguyện để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo ở trong niệm niệm đều vì chúng sinh khiến cho chúng sinh liều khổ được vui trong niệm niệm dùng tất cả cõi phật trang nghiêm thanh tịnh hiện rõ chỉ thị tất cả pháp môn biển đại nguyện của Phật để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Trong niệm niệm dùng pháp môn lời lẽ âm thanh của Phật nhấp khắp tất cả chúng sinh để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Trong niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau của Bồ Tát dùng lời lẽ âm thanh của Phật nhấp khắp tất cả chúng sinh để diễn nói pháp môn này khai ngộ chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hài trong niệm niệm dùng pháp môn mây mưa tất cả Phật Pháp để khai ngộ chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát trong mỗi niệm dùng pháp môn mây mưa tất cả Phật Pháp để khai ngộ chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Trong niệm niệm dùng pháp môn thần biến thì hiện quang minh, chiếu khắp mười phương cõi nước, chiếu khắp pháp giới để khai ngộ chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải trong niệm niệm của Bồ Tát dùng pháp môn thần thông biến hóa thị hiện quang minh chiếu khắp mười phương cõi nước chu khắp pháp giới để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hài trong niệm niệm dùng pháp môn Bồ Tát phổ hiền kiến lập tất cả biển chúng hội đạo tràng để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hài Bồ Tát giáo hóa chúng sinh niệm quá khứ niệm hiện tại niệm vị lai trong mỗi tầm niệm dùng 10 đại nguyện của Bồ Tát phổ hiền kiến lập hết thảy pháp hội và đạo tràng pháp môn như thế nhiều như biển để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hài như vậy khắp tất cả pháp giới tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho họ khai ngộ giống như các đại Bồ Tát ở trước các ngài diễn nói đủ thứ pháp môn đều vì tất cả pháp giới tùy thuận tâm niệm của chúng sinh khiến cho họ khai ngộ trong niệm niệm trong mỗi cõi nước các bồ tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di ai đọa vào trong đường ác thì vĩnh viễn để hẳn sự khổ hết thảy bồ tát ở trong mỗi niệm ở trong mỗi cõi nước ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di nếu ai đọa lạc vào trong ba đường ác thì khiến cho họ vĩnh viễn để khỏi thống khổ mà đắc được an vui mỗi vị bồ tát đều khiến cho chúng sinh nhiều nhất số hạt bụi núi tu di ai trụ ở tà định thì nhập vào tránh định tụ và mỗi vị bồ tát đều khiến cho chúng sinh nhiều nhất số hạt bụi núi tu di ai trụ ở tà định thì dạy họ nhập vào tránh định mà được tránh thọ mỗi vị bồ tát đều khiến cho chúng sinh nhiều nhất số hạt bụi núi tu di tùy theo sự ưa thích của họ mà được sinh về cõi trời hết thảy các bồ tát luôn luôn không quên lợi ích chúng sinh do đó ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di đều đã được giải thoát chúng sinh có căn tánh đều khác nhau có chúng sinh thích học phật pháp có chúng sinh thích học pháp ngoại đạo bất luận là phật giáo hoặc là ngoại đạo bồ tát đều dùng pháp phương tiện tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh mà giáo hóa ai chẳng có căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành người đã có căn lành thì khiến cho họ tăng trưởng người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho họ thành thục người đã thành thục thì khiến cho giải thoát mà được sinh về cõi trời bổn lai trên trời chẳng phải là cứu kính hưởng hết phước trời thì sẽ đọa lạc nhưng đó là thăng lên từng bước một từ từ sẽ ra khỏi tam giới chứng nhập niết bàn Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh số nhiều như hạt bụi núi Tu Di, an trụ vào hàng thanh văn bích chi Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di, an trụ vào quả vị thanh văn bích chi Phật. Thanh văn là gì? Tức là tỳ kheo nghe âm thanh của Phật nói Pháp mà ngộ đạo, chứng đắc quả vị A-la-hán. Bích chi Phật là gì? Dịch là duyên giác. Lúc không có Phật ra đời, tù mùa xuân quán trăm hoa nở, Mùa thu quán lá vàng rơi mà ngộ đạo gọi là độc giác, lúc có Phật ra đời quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo gọi là duyên giác. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di, phụng sự bậc thiện tri thức mà đầy đủ các phước hạnh. Hết thảy các Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di, phụng sự thiện tri thức, như thế mới đầy đủ các phước hạnh. Người tu hành nhất định phải gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại sao? Vì thiện tri thức hay làm đạo nghiệp của bạn tăng trường, tiêu trưởng, tiêu trừ nghiệp trướng. Còn ác tri thức thì hay tiêu diệt đạo nghiệp của bạn tăng trưởng, nghiệp trướng. Do đó, tu hành phải gần gũi thiện tri thức mới đắc được pháp ích, giống như thiện tài đồng tử. Vì cầu Bồ Tát Hạnh mà tham vấn 53 vị thiện tri thức, Trải qua 110 thành, cuối cùng được đáp án viên mãn mà chứng được quả vị tối cao của Bồ Tát. Người tu hành phải phước huệ cùng tu, phước là tu bên ngoài, huệ là tu bên trong. Tu phước là vì lợi ích chúng sinh như thế bị phước báo càng ngày càng thêm nhiều. Tu huệ thì phải siêng học bát nhã, như thế thì trí huệ càng ngày càng tăng thêm. Vì cầu vô thượng đạo mà phải phụng sự thiện tri thức đem nội tài và ngoại tài của mình cúng dường cho thiện tri thức giống như khi Phật ở tại nhân địa, tu đạo tại núi tuyết vì cầu nửa bài kệ mà cúng dường mạng sống cho quỷ la sát đó là tinh thần rất vĩ đại vì pháp quên mình mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di phát tâm vô thượng bồ đề Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di phát tâm bồ đề rộng lớn vô thượng tâm bồ đề là gì tức là bốn hoàng thể nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô thượng thệ nguyện học phật đạo vô thượng thệ nguyện thành mỗi vị bồ tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di hướng về bồ đề chẳng thối chuyển hết thảy bồ tát vì hành bồ tát đạo mà chứng tắc bồ tát quả vị các ngài tự nguyện đem phương pháp chứng đắc quả vị Bồ Tát nói cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng đắc được như thế. Do đó, khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di đều đắc được bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Bất thối chuyển có ba thứ. Một niệm bất thối chuyển. Niệm của Bồ Tát là chẳng thối lùi tâm Bồ Đề, luôn luôn tăng trưởng tâm Bồ Đề, khó hành mà hành được, khó nhẫn mà nhẫn được. Hai, hạnh bất thối chuyển. Bồ Tát tu hành Pháp môn Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo, bất cứ gặp khó khăn như thế nào, cũng chẳng sinh tâm thối chuyển. Chẳng giống như ngày giá lợi phất hành Bồ Tát Đạo chẳng bao lâu, bèn sinh tâm thối chuyển. Ba Vị bất thối chuyển Bồ Tát từ thập tín vị mà tu đến đẳng giác vị chẳng thối lùi làm người nhị thừa. Bồ Tát phát tâm đại bồ đề, do đó ban đầu phát tâm bèn thành tránh giác. Đây là pháp môn đối ngộ, Người Mỹ đa số chẳng thích lễ lại, nhưng bạn chẳng những muốn lễ lại Phật mà còn cung kính sư phụ, đó tức là đệ tử tốt của Phật. Sau khi xuất gia rồi, lại muốn tham gia khóa lễ sáng, giữ gìn giới luật, ngày ăn một bữa, đêm ngủ ngồi, tham thiền đả tọa, tụng kinh trì chú, làm việc mà người khác chẳng muốn làm, đó tức là tu hành. Phải có tâm từ bi, tâm thường xót để cứu hộ chúng sinh, lợi ích chúng sinh. Khi chúng sinh gặp khó khăn, thì phải hết mình giúp đỡ giải quyết khó khăn đó là hành bồ tát đạo nói tóm lại nơi nơi vì chúng sinh dù nhảy vào lửa cũng chẳng tự nan mỗi vị bồ tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di đắc được mắt trí huệ thanh tịnh thấy tất cả các pháp bình đẳng như đức như lai thấy cái thảy bồ tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di đắc được mắt trí huệ thanh tịnh tức là Phật nhãn, thấy được tất cả các Pháp bình đẳng như Phật thấy. Phật thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Tại sao? Vì bình đẳng thành Phật thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Thành ma vương thì thấy tất cả chúng sinh đều là ma vương. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều nhất số hạt bụi núi tu di an trụ vào trong các lực, các nguyện hài dùng vô tận trí mà làm phương tiện để thanh tịnh các cõi Phật. Hết thảy Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu di an trụ vào trong thập đực các nguyện hải. Các Bồ Tát đó dùng trí huệ vô cùng vô tận phát ra pháp môn phương tiện để thanh tịnh trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di đắc được biển đại nguyện rộng lớn của tỷ lô giá na sinh vào nhà như lai hết thầy Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi tu Di, an trụ vào trong biển đại nguyện rộng lớn của tỉnh đô giá na sinh vào nhà như lai làm pháp vương tử bấy giờ trong quang minh của các bồ tát đồng thời phát ra âm thanh nói ra bài kệ rằng lúc đó hết thầy bồ tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải từ trong quang minh của các ngài đồng thời vang ra âm thanh nói ra bài kệ trong các quang minh vang diệu âm khắp trong mười phương tất cả cõi diễn nói phật tử các công đức chứng nhập được bồ đề diệu đạo trong quang minh của vô lượng vô biên các bồ tát phóng ra lại vang ra âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn khắp tận hư không biến pháp giới trong mười phương các cõi phật đều nghe được âm thanh đó diễn nói tất cả các pháp khiến cho tất cả phật tử minh bạch công đức từ các pháp chứng nhập bồ đề diệu đạo tức cũng là vô thượng tránh đẳng tránh giác biển kiếp tu hành chẳng nhà mỏi khiến chúng sinh khổ được giải thoát tâm chẳng hạ liệt và mệt nhọc phật tử kéo vào phương tiện này mỗi vị phật phải trải qua biển kiếp thời gian lâu dài tu hành mới có thể thành phật tuy thời gian dài như thế chẳng những chẳng nhàm mỏi mà luôn luôn tu hành tại sao vị phát nguyện muốn độ những chúng sinh tiên đảo khiến cho chúng sinh chịu khổ được giải thoát mà các ngài chẳng có tư tưởng tự ti mặc cảm, cũng chẳng tồn tại vọng tưởng mệt nhọc. Hết thảy đệ tử của Phật đều khéo vào môn phương tiện này. Phật Thích Ca Mâu Ni trong ba A à Tăng Kỳ tu phước huệ trăm kiếp chồng tướng tốt, trải qua ba đại A à Tăng Kỳ kiếp để tu phước tu huệ, và trong trăm kiếp chồng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, cầu đức viên mãn mới thành Phật. Khi trải qua thời gian lâu dài tu hành như thế, chẳng những chẳng nhàm chán mệt mỏi mà còn dũng mãi tinh tấn chẳng thối lùi. Chẳng giống như chúng ta, tu hành chưa đến 3 ngày thì sinh tâm thối chuyển, muốn lùi về sau. Rằng tôi tu đã 3 năm rồi, mà tôi chẳng thành tựu chút nào, đó là sinh tâm nhàm mỏi. Vậy bạn không tu thì làm sao mà thành tựu? Đừng gấp, công đáng tự nhiên thành, phải nhớ rằng dục tốc bất đạt lầu cao là từ tầng cấp bậc thấp nhất xây nên mà thành vậy các đạp thật địa mà tu hành đừng háo cao vụ viễn làm mã chẳng một ngày làm mà thành chúng ta tu hành đừng có tâm ích kỷ đừng tất cả đều vì mình chúng ta nên phát nguyện cứu tất cả chúng sinh để phổ được vui đó là thiên chức của người tu đạo cũng đừng xin tâm giải đãi cảm thấy niệm phật đã nhiều rồi cảm thấy ngồi thiền đã lâu rồi nếu có những tư tưởng như thế, thì phải mau thu hồi lại bằng không tìm lãng phí thời gian, kết quả chẳng được gì. Hết các biển kiếp tù phương tiện, vô lượng vô biên chẳng thừa sót. Tất cả pháp môn thầy đều vào mà luôn dễ nói đánh tịch diệt. Dùng hết các biển kiếp thời gian để tu pháp môn phương tiện trong vô lượng vô biên thời gian đó cũng chẳng có dư thừa trong tám vạn bốn ngàn pháp môn phật đều tu hành hết thầy luôn luôn diễn nói đánh tịch diệt do đó các pháp từ xưa nay đều là tướng vắng lặng xưa nay tất cả các pháp đều vắng lặng chẳng có hình tướng gì hết ba đời chư phật hết thảy nguyện tất cả đều tu trị viên mãn tức vì lợi ích các chúng sinh mà tự tu hành nghiệp thanh tịnh ba đời tất cả chư phật phát nguyện Tất cả tu hành trị lý đều khiến cho viên mãn, tức là dùng nguyện lực lợi ích cho tất cả chúng sinh mà tự mình tu hành nghiệp lành, thanh tịnh. Tất cả chư Phật trong chúng hội đều đến khắp tất cả mười phương, đều dùng biển trí huệ thâm sâu và pháp tịch diệt của Như Lai. Trong tất cả chúng hội của chư Phật khắp mười phương, tôi cũng đi tham gia những pháp hội đó Bồ Tát dùng biển trí huệ thâm sâu để chứng nhập vào diệu pháp tịch diệt của Phật nói. Mỗi mũi quang minh chẳng bờ mé đều vào các cõi không nghĩ bàn, trí nhãn thành tịnh thấy khắp hết, đó là sở hành của Bồ Tát. Mỗi vị Bồ Tát phóng ra quang minh đều chẳng có bờ mé, quang minh đó đều nhập vào các cõi nước chư Phật không thể nghĩ bàn. Các ngài dùng mắt trí hoại thanh tịnh thấy khắp hết tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được quang minh phổ chiếu. Đó là cảnh giới sở hành của tất cả Bồ Tát. Bồ Tát ở nơi đầu sợi lông, động khắp mười phương các cõi nước, chẳng khiến chúng sinh phải sợ hãi. Đó là môn thanh tịnh phương tiện. Bồ Tát có thể ở nơi đầu sợi lông thị hiện, nơi đầu sợi lông lại thị hiện ra Bồ Tát. Đó là trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, Tuy nhiên Bồ Tát ở trong đầu sợi lông mà có thể chấn động khắp mười phương các cõi nước, song chẳng khiến cho chúng sinh có ý niệm sợ hãi. Đó là phương tiện thanh tịnh của Bồ Tát. Trong nhỏ hiện lớn, ví như đem một tấm gương treo ở trên cao, thì sẽ thấy hiện cảnh giới rất xa hiện ở trong gương. Trong lớn hiện nhỏ, ở nơi xa nhìn vào gương thì trong gương cũng hiện ra cảnh giới. Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân, lại hiện đủ thứ cõi trang nghiêm một niệm sống chết khắp khiến thấy được trí vô ngại trang nghiêm thần bồ tát ở trong mỗi hạt bụi đều có vô lượng vô biên thần ở trong hạt bụi lại hiện ra đủ thứ cõi phật trang nghiêm ở trong mỗi niệm hoặc sống hoặc chết đều khiến cho tất cả chúng sinh khắp thấy được bồ tát đã được trí huệ vô hại thần trang nghiêm tướng tốt ba đời hết thảy tất cả kiếp trong một sát na đều hiện được biết thần như nguyễn không thể tướng chứng minh pháp tánh là vô ngại kiếp quá khứ kiếp hiện tại kiếp vị lai hết thảy tất cả kiếp ba đời trong thời gian một sát na thời gian ba đời đều hiện ra khiến cho chúng sinh biết thân thể vốn là hư vọng nguyễn hóa chứ chẳng có thể tướng thật phổ hiền thắng hạnh đều vào được tất cả chúng sinh đều ưa thấy phật từ hai trụ pháp môn này trong các quang minh vang tiếng hống bồ tát phổ hiền tù hạnh môn đặc biệt thù thắng tất cả chúng sinh đều vào được và còn ưa muốn thấy những tháng hạnh đó đệ tử của phật mới có thể ở tại pháp môn này ở trong quang minh đó phát ra tiếng hống rất lớn